Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay mình lại được đi ăn cỗ ké các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ lại đi ăn cỗ các bạn ạ. Lâu lắm rồi lại được đi ăn cỗ tiếp, lại phải... Lâu đâu mà lâu, vừa hôm nọ là ăn cỗ xong, hôm nay lại ăn cỗ tiếp nè. Các bạn hãy đi ăn cỗ online cùng hai vợ chồng mình nha. Thì đi ăn cỗ thì mới quay cho các bạn xem được cỗ ở Bắc Giang có những gì chứ, với lại có gì khác nhau chứ. Đến nơi rồi nè. Ta-da, các bạn ơi, đây, mọi người ở đằng sau thì đến sớm hơn nên là đang ăn. Đây, đây là chú rể này các bạn ơi. Đấy. Hello. Chúc chú rể trăm năm hạnh phúc nha. Đây là chú rể các bạn ạ. Đây là ngày xưa mình với anh Tuấn là làm cùng công ty. Đấy, là cùng bây giờ lấy vợ rồi các bạn. Bây giờ về chuẩn bị đi làm có tiền là về nộp tiền cho vợ rồi. Không được giữ một mình nữa rồi. Em thì lấy vợ tận mấy năm rồi, anh bây giờ mới chịu lấy vợ đây. Đấy, bây giờ lấy vợ mấy năm rồi, bây giờ không có đồng tiền nào trong túi luôn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là ảnh cưới nha. Đây, chú rể đây, cô dâu đây, xinh chưa? Mà bây giờ sao đi đám cưới nào cũng thấy cô dâu chú rể xinh ơi là xinh luôn các bạn ơi. Đặc biệt á, chú rể là bạn của... bố Hùng này, còn cô dâu đây là lại học cùng lớp với cô Trang của em Nhím nữa. Nên là rất là duyên luôn. Cưới ở trong làng luôn các bạn ơi. Nhà cô dâu chú rể rất là gần nhau luôn. Đây, nhìn kìa, nhìn hạnh phúc nhờ. Trời ơi, anh ơi, bây giờ chụp ảnh cưới đẹp thế này mà. Ngày xưa mình chụp xấu thế, có mấy bạn bảo là chị Hằng hơi bị già đấy. Thế hôm nào anh đi chụp lại để kỷ niệm 10 năm ngày cưới đi. Anh Hùng bảo là để kỷ niệm 10 năm ngày cưới thì hai đứa mình sẽ đi chụp lại bộ ảnh cưới các bạn ơi. Nếu mà các bạn thấy ok thì nhớ like cho mình nha. Để mình sẽ sớm được đi chụp ảnh cưới nhá. Rồi, bây giờ... khách cũng đến nhiều rồi, bây giờ mình vào mình ngồi mâm đây các bạn ơi. À đúng rồi, còn chưa cả bỏ phong bì nữa cơ. Bây giờ bỏ phong bì để mừng cô dâu chú rể rồi người vào ăn cỗ nhá. Đây bây giờ mới viết phong bì các bạn ơi. Đây, tí nữa thì lại quên phong bì nữa thì thôi rồi. Đại diện cho anh Hùng ghi, chứ anh Hùng ghi thì có mà mọi người không nhận ra chữ của ai luôn. Vợ chồng em Hùng Hằng nha, mừng hạnh phúc anh chị đây nè các bạn ơi. Bây giờ ghi rồi, anh Hùng cho ruột vào đấy. Em cho chứ anh nhớ luôn. Và anh Hùng cho ruột vào với cho vào trong này được nha. Đây các bạn ơi, mình đã đút lõi vào đây rồi các bạn ạ. Đây, đây, đây. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nha. Ok, chắc là em về đây tí có việc rồi, tí nữa lại có việc. Về em chuẩn bị đồ trong đầu lại đi xuống Hà Nội luôn. Để đi luôn á? Ừ, về chuẩn bị em đến chiều tắt đường nó không đi được. Nhá. Tắt đường cái gì? Thôi, không cảm em nhé. Ok. Đây các bạn ơi, tiếc là mình không đi đoàn tour cho các bạn xem được. Nhưng mà thôi, thì em chúc anh hai vợ chồng này trăm năm hạnh phúc này. Ok. Bây giờ là nhà cao cửa rộng có vợ rồi, là bây giờ chỉ có ăn rồi đi kiếm tiền để về đưa cho tiền cho vợ ấy nhá. Vâng, nếu có khi nào mà anh em mình này rảnh, anh mình này gặp lại nhá. Ok. Vâng. Thôi, em về đây, có khi nào em mình rảnh nhìn lại vào. Về lại đâu ấy? Em để bên này, anh cứ vào đi. Ok nhá, vâng. Về nhá, hai người nhá. Vâng. Ok nhá, hẹn gặp lại nhá. Vâng. Đây các bạn ơi, hai vợ chồng mình bây giờ cũng về rồi các bạn ạ. Bởi vì có việc, bây giờ về phải chuẩn bị đồ với lại cũng chuẩn bị xuất phát xuống Hà Nội luôn. Nên là không quay đi cảnh đi đón dâu cho các bạn xem được các bạn ạ. Về để về với em Quỳnh Nhi chứ. Về em Quỳnh Nhi. Xong rồi xếp quần áo để chiều đi ra Hà Nội nha. Vì đến chiều mà ra muộn là kiểu gì cũng bị tắc đường, nên là phải tranh thủ ra sớm các bạn ạ. Đây, các anh chị ơi. Đây các bạn ơi, đi ăn cỗ về rồi này, nhìn em Nhím này. Nhìn thôi là các bạn cũng biết em Nhím làm sao rồi đúng không? Đang mệt này. Em Nhím lại sốt các bạn ạ. Được, đáng thương đấy, nhìn này khóc, các bạn nhìn này khóc rớt hết nước mắt rồi. Rồi. Sốt xong rồi là hơi quấy quấy một xíu nhưng mà vẫn rất là ngoan luôn. Tí nữa này ngủ nhá, ngủ một giấc là hết sốt thôi anh nhỏ. Em Nhím vừa uống thuốc hạ sốt xong rồi, chị Quỳnh Nhi còn dán cho em Nhím cái miếng hạ sốt đây. Các anh chị thấy em Quỳnh Nhi bây giờ đảm đang lắm, ra dáng một người chị cực kỳ luôn nhờ. Đấy, đi ngủ một tí cho khỏi nhá. Nãy giờ là em Nhím là sốt nên là cả nhà ai cũng thương ấy, là thương đây này. Sáng thì cái chân mà bầm, bây giờ thì ai phải bế rồi. Nhím ơi, nhím chào các anh chị chưa? Nhím ạ, nhà ạ các anh chị nào. Ạ à, đi nhanh khỏi nào. À. Em ạ đi. Rồi. Đấy bây không giờ có gì cho em Nhím, em Nhím không ạ rồi. Đấy, mệt với lại là kiểu không có gì cả. Bố ông đang làm gì đấy? Đây, bố đang sửa cái chỗ lỗ này cho ông bà, bởi vì hôm trước thì mưa là chị em có một cái
cho em nhí lên đấy không? Em nhí, chị Quỳnh Nhi có cái gì đây? À, em Quỳnh Nhi sáng tạo ra một cái bức ảnh mini các bạn ạ. Cho em nhí, nhí nghịch một tí. Đây, em đang mệt đấy, Quỳnh Nhi có thương em không? Ôi nhờ, thương ơi là thương, bây giờ được cái là kiểu là biết nhường nhịn em ý. Biết nhường em này, biết chăm em nhờ. Lớn đúng không? Rồi mà, nhưng mà như đây thế nào? Tóc thì một xoăn thế. Đây bây giờ mình đi ngủ trưa xong rồi là chiều mình đi Hà Nội nhá. Hay là em cho chị mượn. Ở đây cho em mượn một tí đã. Cho em mượn một xíu xíu đi. Đang bị ác rồi. Tí nữa con sửa lại sau nhá. Cho chị mượn một tí. Không sao mà, không sao. Đấy, mình làm chị, mình nhường mình nhìn, làm chị, nhường em, nhìn em mà. Chị hỏng thì chị lại sửa lại cho em chơi. Bởi vì mình là lớn rồi. Mình tự tạo mình chơi ra cho em chơi. Chị không sao không? Thôi bây giờ đi ngủ đi, xong rồi chiều mình đi Hà Nội nha. Các anh chị đi Hà Nội cùng với em nha. Đấy các bạn ơi, cuối tuần về nghỉ được 2 ngày nên là cũng hơi mệt đúng không? Thôi, lâu lâu lại về thăm ông bà nhá. Để xem chiều ông bà lại có cái gì cho mang ra Hà Nội chứ. Thôi bây giờ mấy mẹ con với cả Nhím đi ngủ nhá. Úi dồi ôi, Nhím lại cho vào chụt 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 như thế á. Thôi ơi, nghỉ thôi. Vừa mới về chưa gì, hôm nay đã phải đi rồi. Và để xem bà nội cho gia đình nhà Quỳnh Nhi cái gì để mang xuống Hà Nội nhá. Đây các bạn ơi, hết trứng rồi các bạn, còn hơn 5 quả thôi. Bảo là gà bây giờ không đẻ rồi, chắc phải đợi tầm khoảng 2-3 tháng nữa gà mới đẻ tiếp. Ôi mọi ngày thì gà đẻ một ngày mười mấy quả ăn luôn hết. Ăn không hết. Hôm bây giờ được có 5 quả. Mỗi 5 quả thôi. Thôi có từng nào thì ăn từng đấy vậy. Ừ. Nào lấy kính ra cho em Quỳnh Nhi. Bố có khẩu trang chưa? Lấy khẩu trang cho em Quỳnh Nhi ra. Ok. Ê kia, em xem bên kia xem là bà có cái gì bà cho kia kìa. Ok các bạn ơi, để xem là bà cho những cái gì nữa nha. Tèn tèn tèn. Đây nè. Wow, bên trong này nè. Ok, đầu tiên là gì đây? Ui, một túi cà chua các bạn ơi. Đấy, đầu tiên là cà chua này. Còn đây là bắp cải này, bí này. Bắp cải bà tự trồng thôi, những mấy cái bé tầm này thôi. Nhưng mà đủ một bữa rồi các bạn ạ. Đỡ phải kiểu là để lại ấy. Tiên tiền. Đây, gà nè, đó, hôm nào về, lần nào về cũng có gà luôn. Xong rồi là, đây là gì anh? Đây là khoai tây đây các bạn ạ, khoai tây để xuống làm khoai tây chiên cho em Quỳnh Nhi. Ôi, bảo bà là lấy ít thôi nhưng mà bà cũng cho tầm 2-3 cân còn đâu nữa. Bà không lấy rồi, thế mà vẫn là thêm một túi nữa mà mang xuống các bạn ạ. Đó, xong rồi đây là đồ quần áo mang về nè. Quần áo có tí thôi nhưng mà đồ bà cho lại mang xuống nhiều. Đấy, trời ơi, đúng thật đấy, là bây giờ anh sẽ xếp vào đây xong đầu mình cũng chuẩn bị xuống Hà Nội thôi. Ông bà nào cũng kiểu là không có gì thôi, nhưng mà ví dụ như trồng được cái gì là toàn để dành cho con, cho cháu hết thôi. Đấy, sẽ xếp rồi đây. Bây giờ để bố Hùng sẽ xếp, còn mình sẽ đi vào để chuẩn bị đồ quần áo, thay đồ cho em Quỳnh Nhi nhá. Ui trời, đang nắng ơi là nắng luôn. Phải đi xe máy đây nè các bạn ơi, nắng lắm luôn. Không biết bao giờ mới có xe ô tô đi đây. Bố Hùng làm được. Nào làm đi. Thôi cố gắng vậy. Kiếm nhiều tiền đâu nào có ô tô đi cho hai mẹ con đỡ vất vả. Nắng lắm, kiểu này lại đem hết ra thôi. Đâu, em Nhím đang gọi nè. Đó. Nhím ơi. Đó. Đây, em Nhím mà ốm cũng chưa đỡ. Tí nữa em Nhím cũng về này. Nhím ơi. Cười. Đây, quay ra đây cho các anh chị xem. Đây, em Nhím ở nhà ăn nhiều xong rồi là uống thuốc giỏi để cho mau đỡ nhá. Vâng. Ghét lắm này. Các anh chị này, các anh chị có thương em Nhím không? Nhím ở nhà nhá, nhà ngoan nhá. Hôm nào bảo mẹ cho ra nhà, chị thích chơi con nhá. Hôm nào hè nhờ. Đến hè chắc là em Nhím biết nói rồi các bạn ạ. Bập bẹ vài câu rồi nhé. Hè là em Nhím ra chị thích chơi nhá. Đấy, ốm cái mặt cứ ỉu xìu luôn. Bác sắp đi rồi nên là em buồn đấy. Ừ, ui. Hiểu quá nhỉ. Thôi mình vào chuẩn bị đồ đi xong rồi mình đi nhé. Không muộn không, tí xuống Hà Nội lại tắc đường các bạn ạ. Ok, nhà em Nhím cũng chuẩn bị về rồi. Về rồi đây, tắt nắng là về luôn đây nè. Thế là nhà ông bà nội là lại còn đúng hai ông bà thôi. Mỗi hai người thôi, buồn ơi là buồn. Bye bye. Bye bye bác má nhá. Bye bye. Bye bye. Thế
thế là bác bá đã đi ra Hà Nội rồi. Đến Hà Nội rồi đây, Quỳnh Nhi đi đâu đây? Ui, đi ăn gà rán á. Các bạn ơi, hôm nay xuống Hà Nội thì đã 7 rưỡi rồi. Đâu, gần 7 giờ nhỉ? Gần 7 giờ rồi nên là thôi mẹ Hằng không nấu cơm nữa. Không nấu cơm nữa là mình sẽ đi ăn gà rán. Đây. Muộn, hôm nay đi này vừa tắc đường này vừa nắng nóng các bạn ơi. Nên là mệt bố quá. Bố định ăn cơm rang rồi nhưng hai mẹ con này phải ăn gà rán. Bố bảo là bố định cho hai mẹ con mình ăn cơm rang đấy. Đúng rồi. Thôi, định ăn cơm thế rang. Hay là hai nhà mình chia ra hai phe đi. Phe mẹ với con là đi ăn gà rán, còn bố là đi ăn cơm rang. Thế thì không. Hai mẹ con đi bộ nhá. Bố đi xe, đi ăn cơm rang. Cũng được mà. Không. Thế mà tụ ở nhà em đến gà rán cáp xe xa cờ. Xa cờ cáp. Ok, thôi mình đi nhá. Quỳnh Nhi ơi, mẹ chưa lấy đồ ra à? Chưa. Thôi không đi ăn tặng tương cà với tương ớt đi. Tương ớt đây, tương cà đây. Ăn tặng đi. Đây là cái chấm mà. Chấm á. Đây các bạn ơi, mẹ Hằng thì đang đứng ở kia để chờ đồ các bạn ạ. Đây, chờ đồ nhưng mà vừa chờ đồ vừa lướt điện thoại. Thấy không? Ok, ra đi, nhanh nhanh, bảo nhanh lên nhá. Ra, đồ ra rồi đây. Xem nào. Nhìn để con nào. Xem hôm nay nhà mình ăn gì nè. Các anh chị ơi, nhìn nè. Đây là gà rán, à gà rán cua. Bố cho con ăn cơm cùng bố nữa. Mì này, đây là cơm. Ôi. Đây là cơm. Cơm này là cơm phi lê gà đây à, một miếng gà này này. Bố không ăn làm sao mà đủ được. Quỳnh Nhi ăn mì ý này, mì ý hôm nay nhìn chán đấy. Nhìn chán đời đấy. Đây là mì thịt gà chứ. Mì gì không biết. Đây, của Quỳnh Nhi đây. Đấy, Quỳnh Nhi mời các chị đi. Ăn xong mì ý này con sẽ ăn một cái cơm. Ok, còn đây là của mẹ Hằng nha. Đây là mình nè. Em mời các anh chị ăn mì ý á. Ok, đây là gà này. Đó. Gà gì đây? Đây là gà không cay của em Quỳnh Nhi. Đấy, ui, ngon không con? Mì ý gà hả? Mì gà. Này, đây là thanh bí. Em Quỳnh Nhi đòi ăn thanh bí này. Em rất thích ăn thanh bí. Em rất thích ăn thanh bí luôn. Để xem em có ăn hết được ba thanh kia không nhá. Các bạn ơi, mình đây là canh rong biển này. Thử ăn canh rong biển thế nào. Quỳnh Nhi thử ăn miếng nhá. Cái này là canh rong biển cơm của bố đấy. Vâng ạ. Ăn cả. À. Ngon không? Ngon nhờ. Ok, bây giờ mình ăn cơm đây. Mẹ, cái rong này cả các bạn nhá. Cái rong này như kiểu sật. Rong biển đang sật các bạn ăn nhá. Đây ăn hết đĩa gà này bên này. Bên là cả cơm bên này nhá. Quý nhá. Ăn từng này mà nói lại gọi thêm nhá. Ăn một nửa cơm, bố ăn một nửa cơm phần lại. Ok. Anh chị ơi, em ăn cả chỗ này mẹ em còn đời em hết rồi. Em Quỳnh Nhi ăn hết rồi chắc là đói quá các bạn ạ. Hôm nay đi xuống Hà Nội mệt với lại là mỏi quá mà. Nên là ăn rất là nhanh luôn, mẹ còn đầy đây này, bố còn cơm này. Đây, bây giờ còn đòi mẹ ăn nửa cơm à. Vâng ạ. Cơm nửa cơm bố chia đồng đều luôn. Đây một miếng thịt này. Đây à. Thịt đấy. Ăn giỏi nhá. Vâng ạ. Cứ để vào đấy cho kia có cắt cơ. Các bạn ơi, kiểu này sau này cứ để cho em Quỳnh Nhi đói ơi là đói luôn, xong rồi ăn được nhiều đúng không? Cái gì thôi em ăn đi. Ôi ăn xong no quá các bạn ơi. Đúng rồi. Em Quỳnh Nhi no chưa? No rồi ạ. Không con được ăn kem ý. Ăn hết một đĩa mì ý này với lại một nửa bát cơm nữa thì không no mới lạ. Ở đây có vẻ là ăn năng suất hơn ở cơm ở nhà đấy. Đúng không? Nhà, hay là ngày nào mình cũng đi ăn như này? Thế thì mình béo à? Béo à? Thôi, lâu mới được thưởng một bữa thôi đúng không? Đúng rồi. Các bạn ơi, thôi video ngày hôm nay cũng nhà mình xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của gia đình nhà mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.